Rồi, giao lưu anh em một pho dúi nha anh em. Một pho dúi nhì đấy, hai thân lên liền đầu lại nha anh em. Đứng như một cô người mẫu nè, thấy không? Rất đẹp. Đường thân co lắc tự nhiên nha anh em. Vành ngay chỗ eo đó, thước đo đó là 186 nha anh em. Nhì chị bê luôn nè. Nhì cánh luôn. Chiều cao 2m3, vành 186. Đẻ này đã nhì cách đất 30 phân nha anh em. Cái này trọng lượng nặng khoảng 5 tạ nha. Cái này nó phần ghê mang ra nè. Đặt cái bàn tay vô. Rất to nha anh em. Phần bụng ra. Rất là hay. Bữa nay thân này cũng có nhì đẻ nha anh em. Hai chân rễ liền một cái dàn đầu. Rất đẹp nha anh em. Rồi, anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Chào anh em hết nha.